BRS đã đem mời xuống tới tất cả các bà con chung cư Ấn Quang. Hiện mỗi một lần sắp vào lộ bộ lên rất là gian nan, cho nên mình nghĩ trong đầu là hỗ trợ trước những cái lô chung cư bằng những cái xe cẩu này, thì mình đó là tính phương án xe cẩu mình dùng đưa lên rồi. Thì như vậy nó hạn chế cái việc mà tụ tập bà con để phân phát. Trong những ngày giãn cách xã hội này, mình tìm xe để mà đi vận chuyển những cái này rất là khó, thì may là bên mình đó là có một cái lực lượng phản nhanh và từ nào giờ để hỗ trợ chở quà dùng cho bà con. Nếu mà tính là xe cẩu mình phát như vậy thì nó năng suất gấp 10 lần là mình lộ bộ. Gấp 10 lần. Tại vì lộ bộ bây giờ mình xách tới mỗi một lô như vậy là 48 giỏ. 48 giỏ thì mình phải cần 48 con người phải cầm mỗi một người một giỏ ôm chạy lên tới lầu. Không thể nào ôm hai giỏ. Rồi chạy lên rồi chạy xuống là tới lầu thứ hai chắc chắn mấy anh em đuối. Xin thông báo đang đổ hòa lên tất cả các tầng 2 tầng.